Sony A617 kết hợp cùng với Sigma 56F1.4 trông nó có vẻ khá hợp lý, nhỏ gọn. Ở trên A617 thì nó sẽ có nhiều vòng xoay, đây một vòng xoay này, hai vòng xoay và ba vòng xoay. Với những vòng xoay này thì giúp các bạn dễ dàng điều chỉnh được khẩu độ và tốc độ bằng vòng xoay. Ở cái phần cái nút này ở chỗ dưới này là quay phim và chụp ảnh này, và cái vòng xoay bên trên là các chế độ chụp và quay. Ở đây nó sẽ tách ra làm hai cái vòng xoay. Cái nút quay phim đặt ở đây cũng tiện lợi hơn. Nút menu ở đây thì một số người cho là hơi bất tiện ở chỗ này, nhưng mà mình thấy cũng bình thường. Và có một cái điểm đặc biệt ở đây nữa là hình như Sony đã bỏ cổng hồng ngoại đối với cái chiếc máy này. Mình đã tìm mãi và không thấy cái cổng hồng ngoại đâu cả. Nhưng mà không có hồng ngoại thì các bạn có thể sử dụng cái app mới của Sony để chúng ta chụp và quay. Cái app đó mình sử dụng rồi, thấy cũng rất là tiện lợi. Ở dưới đây sẽ là một viên pin. Và đây là khe cắm thẻ nhớ. Ngoài ra thì nó còn có những cái cổng ở đây. Đây là cổng tai nghe này, với cổng HDMI. Còn đây là cổng micro với cái cổng Type-C. Chúng ta có thể sử dụng cái cổng này để các bạn sạc pin cho máy. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta mua cái bộ sạc pin rời, sạc tiện lợi hơn là sạc trực tiếp vào trên máy. Đây là cái màn hình có thể xoay lật. Bây giờ mình sẽ gắn pin vào. Máy này sử dụng viên pin FZ100. Thực ra thì A6006 cũng sử dụng pin FZ100 rồi. Cái màn hình cảm ứng này thì các bạn có thể sử dụng, chúng ta chạm vào đây để điều chỉnh trực tiếp ở trên đây. Không thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái nút ở bên đây. Thực tế thì mình thấy là cái màn hình khá nhỏ, nên nếu như các bạn sử dụng tay để chạm trực tiếp trên cái menu này thì cũng hơi khó. Ví dụ ở đây mình có thể chạm đây để chỉnh các thông số này. Chúng ta có thể quay được chế độ 60 frame hoặc là 120 frame. Ở đây chúng ta quay HS4K này, 50 frame hoặc là 100 frame. 100 frame thì thẻ nhớ V60 trở lên.
Không được. Quay 120 frame là cần thẻ nhớ 60 với 60. Còn nếu chúng ta muốn sử dụng cái chế độ quay này SI 4K thì các bạn phải chọn cái thẻ nhớ V90 trở lên. Thì mình cũng thử quay một thời gian cái chế độ HS 4K này 50 frame và 10 bit thì quay một lúc thì cũng thấy cái thẻ nhớ với pin với máy nó hơi ấm ấm một chút. Do đó nếu như các bạn nào muốn mua cái máy này thì lưu ý, nếu như chúng ta quay ở chế độ 60 frame hoặc là 120 frame video 10 bit thì các bạn lưu ý là quay ít thôi, còn nếu mà quay nhiều thì khả năng nó sẽ bị nóng máy.